Huyền xin chào các bạn nhỏ đang theo dõi chương trình thiếu nhi của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên nhé. Các em thân mến, trong thời gian nghỉ dịch như hiện nay thì hội họa đang được rất nhiều bạn nhỏ của chúng ta lựa chọn đấy. Đây thực sự là môi trường tốt để thể hiện tài năng cũng như phát triển đam mê hội họa của trẻ. Chúng mình hãy cùng chị tìm hiểu xem học vẽ có những lợi ích gì và các bạn ấy đã sáng tạo như thế nào nhé. Tuy mới gần 7 tuổi, nhưng bạn Tạ Quỳnh Chi, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ đã có những kiến thức cơ bản về tạo hình khối, màu sắc, đường nét. Thế nên những bức tranh của bạn Chi vẽ đều có ý tưởng sáng tạo, màu sắc phong phú. Đây chính là môn nghệ thuật được bạn ấy lựa chọn học và thỏa sức sáng tạo trong những ngày nghỉ dịch ở nhà đấy các em ạ. Con hay vẽ về các nhân vật trong truyện và công chúa ạ. Con thích những màu tươi sáng và tự nhiên ạ. Khi mà vẽ, tay con mềm mại, linh hoạt và dẻo dai. Các em có biết không? Theo các chuyên gia thì học vẽ mang lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho chúng ta đấy. Ngoài rèn luyện trí nhớ, nâng cao khả năng quan sát, phát triển trí tưởng tượng, sáng tạo thì học vẽ còn giúp chúng ta phát triển năng khiếu, khơi nguồn đam mê của bản thân. Học vẽ thực sự là phương pháp tốt giúp chúng ta rèn luyện bản thân một cách toàn diện nhất. Chính vì thế mà nhiều bạn nhỏ đang lựa chọn học vẽ để phát triển đam mê cũng như định hướng tương lai của mình đấy. Xuất phát từ sở thích và đam mê với môn học vẽ mà hai chị em bạn Nguyễn Mai Ngọc, Nguyễn Mai Quỳnh, tổ 5 phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ đã tự nghiên cứu, học hỏi và vẽ được rất nhiều bức tranh từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp đấy. Với khả năng quan sát và tư duy hình ảnh, những bức tranh của hai bạn ấy đều rất sống động, giàu tính nghệ thuật, đường nét, màu sắc thì vô cùng tinh tế và phong phú. Mình vẽ thì mình thường hay vẽ thiên về những mảng vẽ thiên nhiên, con người, động vật, những cái thứ xung quanh mình. Mình thích vẽ về những cái mảng đấy bởi vì là nó rất là phong phú, độc đáo. Mình có thể được thỏa sức sáng tạo. Màu sắc thì rất là tự nhiên. Khi mà mình vẽ phác thì mình vẽ phác rất là nhanh. Nhưng mà khó khăn ở chỗ là mình thì thường pha màu nó hơi khó khăn, nó kiểu có thể khó có thể ra được những cái màu tự nhiên. Do chị mình và mẹ mình đã trực tiếp dạy vẽ cho mình và mình học trên mạng từ những video hay để nâng cao trình độ để vẽ được những bức tranh đẹp hơn. Trong kỳ nghỉ này, mình và chị mình thường hay học vẽ vào hai buổi sáng và chiều để tiếp thu thêm kiến thức và mình rất thích thú với môn học vẽ này. Hội họa mang lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta đấy. Song để phát triển đam mê đó, bố mẹ cũng cần định hướng và khơi nguồn sáng tạo và hứng thú cho trẻ với môn học này. Điều này không chỉ giúp trẻ thỏa sức sáng tạo, phát triển sở thích, đam mê mà còn giúp trẻ biết yêu cuộc sống và thế giới xung quanh nhiều hơn. Các em thân mến, nhiều bạn thiếu nhi đã hỏi chị, tại sao một năm trên trái đất được chia thành 4 mùa? Tại sao lại có sự thay đổi thời tiết giữa các mùa? Và các mùa có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của con người chúng ta? Hãy tìm câu trả lời cho mình sau khi theo dõi chương trình thiếu nhi ngày hôm nay các em nhé! Cách đây khoảng 4,5 tỷ năm, một tiểu hành tinh có kích thước bằng sao hỏa đã va chạm với trái đất. Kết quả là những lớp bụi đất đá dần kết tụ lại thành mặt trăng. Nó cũng làm cho trái đất nghiêng đi một chút khi chuyển động trên quỹ đạo quanh mặt trời. Chính bởi độ nghiêng đó mà tại một thời điểm bất kỳ, lượng ánh sáng mặt trời ở Bắc Bán Cầu và Nam Bán Cầu sẽ ngược nhau. Chu kỳ này biến đổi theo mùa của trái đất đấy các em ạ. Trái đất di chuyển theo quỹ đạo hình elip quanh mặt trời và đồng thời xoay theo trục có vị trí nghiêng tương đối với bề mặt của quỹ đạo. Điều đó có nghĩa là các bán cầu khác nhau được hưởng khối lượng khác nhau của ánh sáng mặt trời. Bởi vì mặt trời là nguồn ánh sáng và năng lượng của chúng ta, sự thay đổi cường độ và sự tập trung các tia mặt trời đã tạo nên sự thay đổi và xuất hiện các mùa trong năm. Khi bán cầu Bắc hướng về mặt trời thì khi đó khu vực bán cầu Bắc sẽ là mùa hè nóng nực, còn khu vực bán cầu Nam lại là mùa đông lạnh giá. Và ngược lại, khi bán cầu Nam nghiêng về phía mặt trời thì đó sẽ là mùa hè, lúc đó bán cầu Bắc hướng ra xa mặt trời thì sẽ là mùa đông. Thật thú vị đúng không các em? Chỉ có hai cực của trái đất gần như ít được tiếp xúc với mặt trời là mùa đông ở đó sẽ dài vô tận, còn ở những nơi khác các mùa sẽ luân phiên thay đổi. Mỗi mùa trong năm đều có đặc điểm riêng biệt mà chúng ta có thể nhận biết được đấy.
Mùa xuân có thể xem là mùa đẹp nhất trong năm, cây cối đâm trời nảy lộc, trăm hoa đua nở, chim muông ca hát líu lo, không gian tràn ngập màu sắc rực rỡ. Mùa xuân chúng mình không phải mặc những chiếc áo ấm dày sụ, có thể thoải mái ra ngoài dạo chơi mà không cần e ngại cái lạnh của mùa đông nữa. Mùa xuân cũng là thời gian mà chúng ta cùng nhau chào đón một năm mới, mùa của sum họp, đoàn viên đầy khai mạc. Kể đến là mùa hè, đây là mùa nóng nhất trong năm, diễn ra ở những khu vực trên trái đất tiếp xúc gần với mặt trời. Mùa hè ngày sẽ dài ra, đêm ngắn lại đấy các em nhé. Do lượng khí nóng nhiều nên ao hồ sông suối đều cạn nước. Cường độ ánh sáng mặt trời mạnh đến mức chúng ta cần hạn chế, tránh ra ngoài vào buổi trưa. Những cơn gió mang theo hơi nóng bỏng rát cũng có thể khiến cho con người bị mất nước và ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Tuy vậy, đây lại là mùa rất nhiều trái cây nhiệt đới có thể phát triển tốt như là xoài này, nhãn này, vải hay dưa hấu. Chúng mình cũng được tham gia nhiều hoạt động thú vị để giải nhiệt trong mùa hè như là ăn kem này, đi bơi này hay uống các loại nước mát. Còn mùa thu chính là mùa chuyển tiếp từ mùa hạ. Mùa này thường mát mẻ, hơi se lạnh và cũng là mùa lá rụng. Nhiều loại cây không còn xanh tươi mà ngả dần sang màu đỏ nâu hay màu vàng. Đây cũng là khoảng thời gian các loại vật tranh thủ kiếm ăn để tích trữ cho mùa đông giá lạnh sắp tới. Mùa thu ở Việt Nam là thời điểm các bạn nhỏ bắt đầu một năm học mới sau một mùa hè nghỉ ngơi, và mùa này cũng là thời gian chúng mình được đón ngày Tết Trung Thu cổ truyền của dân tộc nữa đấy. Cuối cùng là mùa đông. Mùa đông sẽ đến với những khu vực hướng ra ngoài phía mặt trời, không gian lạnh lẽo, đêm thì dài ra, ngày thì ngắn lại, có rất nhiều nơi sương mù dày đặc vào buổi sáng sớm. Ở nhiều nước trên thế giới, mùa đông vô cùng đẹp và nên thơ khi được tuyết trắng bao phủ khắp nơi, trên từng nhành cây, ngọn cỏ và trên mỗi mái nhà. Một số loài chim thường di cư đến những nơi có khí hậu ấm áp hơn, thuận lợi cho việc tìm kiếm thức ăn và sinh trưởng. Với các bạn nhỏ, mùa đông lạnh lẽo sẽ trở nên ấm áp hơn với sắc đỏ rực rỡ của Giáng sinh, của ông già Noel với những món quà xinh xắn mà chúng ta luôn háo hức mong chờ. Chào mùa xuân nhé, khắp nơi mầm xanh đã đâm chồi. Ngày mùa xuân ấm mát, chim hoa giọng líu lo. Tết xuân an vui, mặc áo mới thêm yêu đời. Na 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 na, em thêm một tuổi nữa rồi. Mùa hè đang tới, tiếng ve rộn vang khắp phương trời. Ngày dài đêm ngắn, nắng vàng trời xanh cao vời. Đều có màu sắc riêng biệt và đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Nó khiến cho cuộc sống của chúng ta luôn tươi mới và tràn ngập phấn khởi đấy các em ạ. Cuộc sống xung quanh chúng ta biết bao điều thú vị, chúng mình cùng tìm hiểu, khám phá và cảm nhận các em nhé.
hôm nay cô giáo xin chia sẻ với các bậc phụ huynh trò chơi ghép hình ghép chữ nhằm giúp các bé 5 tuổi nhận biết và phát đúng âm 29 chữ cái tiếng Việt. Để thực hiện được trò chơi này, trước hết phụ huynh cần chuẩn bị các hình tròn. Các hình tròn này phụ huynh có thể tận dụng từ các hộp bìa, bìa cắt tông, lịch treo tường hay bìa của các loại hộp, hộp bút màu hoặc bút lông, kéo. Sau đó ta cắt hình tròn thành hai phần. Phụ huynh nên cắt hình tròn theo đường xích sắc. Như thế khi bé ghép hình sẽ thấy thích thú hơn là cắt theo đường thẳng. Sau đó ta viết chữ cái vào các nửa hình tròn. Một nửa viết chữ in thường, một nửa viết chữ viết thường. Lưu ý, hai nửa hình tròn phải là hai chữ cái giống nhau, chữ khác nhau, chữ in thường và chữ viết thường. Cách chơi như sau, chúng ta tung tất cả các nửa hình tròn này ra một mặt phẳng hoặc ra sàn nhà. Nhiệm vụ của các con là tìm các nửa hình tròn có chứa chữ cái giống nhau ghép lại thành một hình tròn hoàn chỉnh. Ví dụ, sau khi con ghép xong, phụ huynh có thể hỏi con vừa ghép được hình gì? Hình này có chứa chữ cái gì? M, M in thường và M viết thường. Vậy là chúng ta ghép được chữ M rồi. Khi chơi trò chơi này, nếu bé ghép đúng thì phụ huynh sẽ khen bé. Còn nếu bé ghép chưa đúng thì phụ huynh khuyến khích và cho bé ghép lại cho đúng theo yêu cầu của trò chơi. Ngoài ra, phụ huynh chuẩn bị các hình như hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác với cách làm tương tự như hình tròn để giúp các con hứng thú hơn khi chơi trò chơi ghép hình, ghép chữ. Mặt khác, phụ huynh có thể viết thêm các kiểu chữ in hoa, viết hoa vào các hình để các con chơi trò chơi. Ví dụ, nửa hình chữ nhật chứa chữ bờ in hoa và nửa hình chữ nhật chứa chữ bờ in thường ghép lại với nhau. Cuối cùng, rất mong các bậc phụ huynh luôn đồng hành cùng các cô giáo trong công chăm sóc giáo dục các con. Xin cảm ơn các bậc phụ huynh, các con yêu quý. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục thiếu nhi của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng đã hết mất rồi. Hẹn gặp lại tất cả các em trong những chương trình lần sau nhé. Tạm biệt tất cả các em.